Giải du lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng năm 2022, giải du lượn đường trường cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam. Dù lượn Việt Nam những năm qua đã vươn mình phát triển mạnh mẽ và từng bước hội nhập với dù lượn thế giới, Tam Đường Lai Châu là một địa danh đã trở nên quen thuộc với các phi công dù lượn với điểm bay lý tưởng nằm trên bản du lịch cộng đồng Xì Thâu Chải xinh đẹp mến khách của xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Cất cánh băng qua ngọn thác Các Tỉnh Thơ Mộng, vượt lên trên đỉnh núi Putaleng hùng vĩ, những kỷ lục về bay thành tích cao của Việt Nam đều được thiết lập tại đây. Tam Đường Lai Châu cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam đã từng tổ chức các giải dù lượn đường trường với quy mô lớn, được Liên đoàn Thể thao Hàng không Quốc tế FAI công nhận là các giải đấu được xếp hạng quốc tế. Chính những giải đấu này đã giúp các phi công Việt Nam có được chỗ đứng trong bảng xếp hạng thế giới và làm nên kỳ tích lịch sử cho dù lượn Việt Nam khi lần đầu tiên có các phi công được chính thức tham gia tranh tài tại giải thi đấu dù lượn thế giới Paragliding World Cup. Giải du lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng năm 2022 tại Tam Đường Lai Châu từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022. Giải đấu có gần 100 phi công đăng ký tham gia, trong đó có sự góp mặt của các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam và hơn 35 phi công đến từ 15 quốc gia khác nhau, bao gồm Mỹ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Úc, Kazakhstan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Lai Châu kỳ vọng nâng tầm giải thể thao du lượn đường trường Putaleng thành giải quốc tế, tiến tới đưa giải đường trường Putaleng trở thành giải thi đấu du lượn đường trường chính thức trong hệ thống thi đấu du lượn của Hiệp hội Du lượn Quốc tế FAI và World Cup Du lượn Paragliding World Cup. Xây dựng Lai Châu thành điểm bay du lượn quốc gia, thu hút ngày càng nhiều phi công Việt Nam và quốc tế đến tham gia thường xuyên và phát triển dịch vụ trải nghiệm bay du lượn trên đỉnh Putaleng thành sản phẩm du lịch thế mạnh của Lai Châu.